Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Quân sẽ quay cho anh chị một mẫu xe Toyota Vios. Xe này biển số sàn nha, biển số Vũng Tàu. Thì bây giờ mọi người hãy cùng Quân đi một vòng chiếc xe. Rồi, xin mời. Đây, mọi người cùng xem qua phần đầu của chiếc xe. Đây là form mới 2022 hiện tại nha quý anh chị. Chiếc xe này màu trắng, sơn zin tất cả xe luôn nha, chưa cấn đụng, chưa ngập nước. Nói chung là không bị vấn đề gì về kết cấu. Đó, xe màu rất là sáng nha. Phần bánh xe đó, bánh gai gió còn rất là nhiều. Xe này về chỉ có chạy nữa thôi. Chiếc xe này nội thất màu đen nha quý anh chị. Xe 2022 chủ chạy cực kỳ lướt luôn. Mới có 2,5 vạn, 25.000 km nha anh chị. Đó, mọi người cùng xem qua về phần nội thất của chiếc xe. Đó, phần sơn của cửa thì còn nguyên này. Đó, tất cả những con ốc ở phía cửa Quân quay sơ cho anh chị cùng coi nhé. Rồi, phía sau chiếc xe, tất cả bốn cửa đều còn nguyên hết nha anh chị. Quân liếc qua để mọi người cùng xem về cái độ nguyên zin của chiếc xe. Được anh chủ gắn bọc đề can chiếc xe logo Việt Nam luôn, nhìn khá là đẹp ha. Xe được trang bị camera lùi. Đó, mọi người coi sơ ha. Nếu như anh chị quan tâm chiếc xe này thì mình đang tiết kiệm được khoảng 70 triệu so với mua xe mới. Mà mình lấy ra biển số tỉnh thì xe này gần như là trang bị đầy đủ rồi. Đó, xe còn nguyên bản, tất cả không có bị cấn đụng tất cả ha. Xe này Quân đang bán với giá là 455 triệu cho quý anh chị nào quan tâm. Giá này còn thương lượng cho anh chị nào gọi trực tiếp cho Quân. Rồi, nếu anh chị quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho Quân. Xin chào và hẹn gặp lại.